6 tháng 4, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn về kết quả triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố. Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn nêu 4 nhóm vấn đề kiến nghị với thành phố và các sở, ban, ngành. Trong đó, thành phố sớm xây dựng và triển khai đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố Hải Phòng, giúp quận có căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Đồ Sơn. Sớm giao các sở, ngành hướng dẫn quận thực hiện thí điểm mô hình phát triển kinh tế đêm tại Đồ Sơn. Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đối với các doanh nghiệp trong việc triển khai dự án, đặc biệt là các dự án tác động nhiều đến sự phát triển kinh tế xã hội, du lịch của quận. Quan tâm bố trí nguồn vốn thực hiện dự án nâng cấp hệ thống kè biển, vỉa hè và mở rộng đường giao thông trong khu du lịch Đồ Sơn. Sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn quận. Quận đề nghị thành phố kiến nghị với các bộ ngành và chính phủ có phương án đầu tư, sử dụng quỹ đất được giao hoặc thu hồi đất đối với các tổ chức, dự án chậm, không đưa đất vào sử dụng để hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay quận hoàn thành 6 trên 18 chỉ tiêu đề ra, 12 chỉ tiêu còn lại bám sát mục tiêu nghị quyết. Từ năm 2020 đến nay, quận cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố tập trung thảo luận, giải đáp các kiến nghị của quận Đồ Sơn. Trong đó, các ý kiến nêu rõ, gợi mở các giải pháp giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, phát triển hạ tầng du lịch Đồ Sơn, thu hút nguồn lực đầu tư. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Đồ Sơn là địa phương có tiềm năng, lợi thế, thế mạnh để phát triển du lịch và kinh tế biển. Kết quả đạt được của Đảng bộ quận từ đầu nhiệm kỳ đáng khích lệ. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt của quận cần tích cực, năng động, bám sát và quyết tâm cao để triển khai bảo đảm tiến độ các dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị được thành phố phê duyệt đầu tư, nhanh chóng vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, nhất là với dự án mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quận. Đồng thời, đề nghị quận thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất, tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn đạt được trong thời gian qua. Mặc dù chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều cái khó khăn chung của cả nước, khó khăn của thế giới, khó khăn nội tại của chúng ta. Nhưng mà với cái sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó và sự ủng hộ của các sở ngành, sự chỉ đạo rất là sát sao của thành ủy ủy ban, thì có thể nói là chúng ta đã vượt qua được những khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao về cái công tác xây dựng đảng của các đồng chí. Chúng tôi đánh giá cao là bởi vì các đồng chí có một cái tập thể rất đoàn kết, và chính những cái sự nỗ lực, chính sự đoàn kết, chính những cái kết quả đó nó góp phần tạo ra cái niềm tin đối với người dân. Cái thứ hai là cái việc các đồng chí thực hiện các cái chỉ tiêu trong nghị quyết, thì thống kê ở đây là chúng ta đã hoàn thành đạt 6 trên 18 chỉ tiêu, có những chỉ tiêu 4 chỉ tiêu về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, còn lại các chỉ tiêu khác thì nó cũng còn hơi vơi, nhưng mà đây cũng là những khó khăn chung. Rồi nó có cái nguyên nhân nữa là tác động của đại dịch ta mới ít hơn 2 năm, mà địa bàn chúng ta lại là cái địa bàn du lịch, mà du lịch mà cái chống dịch của chúng ta thời gian rồi thì đúng là nó mắc, và điều đó nó tác động đến rất là nhiều cái chỉ tiêu khác. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng chỉ rõ, mặc dù có nhiều lợi thế, tiềm năng, nhất là về phát triển du lịch biển và du lịch văn hóa lịch sử, nhưng sự phát triển của Đồ Sơn thời gian qua chưa tương xứng, thậm chí chững lại so với nhiều địa phương có điều kiện tương tự. Cụ thể, hoạt động du lịch dịch vụ chưa có nhiều sản phẩm mới, sức cạnh tranh yếu, giá trị sản xuất thủy sản phụ thuộc vào khai thác, việc nuôi trồng chưa được chú trọng, hạ tầng giao thông trong các khu điểm du lịch xuống cấp, công tác cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, chuyển biến chậm, quận nhiều năm trong top các địa phương xếp nhóm cuối bảng xếp hạng cải cách hành chính. Về định hướng phát triển quận Đồ Sơn thời gian tới, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy khẳng định,
Đồ Sơn có địa thế, vị trí quan trọng và từ lâu là địa danh du lịch nổi tiếng, có thương hiệu. Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 16 Đại hội Đảng bộ thành phố chỉ rõ những định hướng, chủ trương lớn, tạo động lực cơ hội để quận phát triển trở thành trung tâm du lịch khu vực và quốc tế. Vì thế, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Đồ Sơn tiếp tục có giải pháp đột phá, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Trong đó, Đảng bộ quận cần tăng cường, vun đắp đoàn kết, thống nhất trong thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành và toàn Đảng bộ quận, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, mở rộng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức dám nghĩ, biết làm, nhiệt huyết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khó. Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, từ đó rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng kế hoạch gắn với trách nhiệm từng đồng chí trong ban chấp hành, coi đây là một trong những căn cứ đánh giá năng lực cán bộ. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng bộ quận Đồ Sơn tập trung nêu cao tinh thần tự chủ, đổi mới tư duy để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Để làm được điều đó, quận cần đẩy mạnh cải thiện môi trường, cảnh quan, đặc biệt là môi trường biển, xử lý ngay và nghiêm những cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường biển. Về lâu dài cần nghiên cứu, đề xuất thành phố giải pháp căn cơ để bảo đảm gìn giữ lâu dài môi trường biển. Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, lễ hội độc đáo, đặc sắc của người dân miền biển Đồ Sơn, sớm khởi động việc xây dựng thương hiệu, bộ nhận diện với du lịch Đồ Sơn đối với du khách. Cùng với đó, quận phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để hoàn thiện phê duyệt các quy hoạch theo quy định để làm căn cứ thu hút doanh nghiệp, tập đoàn đến Đồ Sơn đầu tư. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Đồ Sơn cần đẩy mạnh, quyết tâm cao hơn trong cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp đến đầu tư. Đối với dự án triển khai chậm so với kế hoạch, dở dang, quận chủ động phối hợp sở ngành đề xuất thành phố có hướng, giải pháp xử lý theo tinh thần. Dự án, công trình khó khăn, vướng mắc thì hỗ trợ tháo gỡ, khắc phục. Dự án nào cố tình chây ỉ thì kiên quyết thu hồi. Đối với nhà nghỉ, khách sạn, trung tâm điều dưỡng của các bộ ngành sử dụng kém hiệu quả, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố sớm làm việc với đơn vị chủ quản là các bộ ngành, cơ quan trung ương thống nhất phương án sử dụng, bảo đảm tính hiệu quả, mỹ quan. Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, quận cần giữ vững phong độ như những năm qua, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc phức tạp trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa, thể thao, an sinh xã hội. Đối với các đề xuất, kiến nghị của quận, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ quận sớm triển khai dự án nâng cấp hệ thống kè biển, vỉa hè và mở rộng đường giao thông khu du lịch Đồ Sơn, dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn. Trước đó, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác dâng hương tại di tích quốc gia chùa Tháp Tường Long, bến Cang 15 và kiểm tra hệ thống kè biển khu du lịch Đồ Sơn.